Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang đọc truyện ngôn tình được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 275: Tới góc vui. Viên Tri Hành căn dặn xong, quản sự lập tức lui xuống chuyển lời. Qua một lúc lâu sau, Viên Tri Hành mới đứng dậy, cũng may người đi Bắc Thành là nha môn phủ Thận Thiên chứ không phải người của Ngụy Nguyên Khang. Tổ phủ kia là do hoàng thượng một tay đề bạt, lại là con cháu Hàn Môn, chắc sẽ không bắt tay với nhà họ ngụy hơn nữa trước đó bởi vì mấy vụ án trộm cướp trong kinh thành tổ phủ có không ít xung đột với ngũ thành binh mã ti và đô sát việt nếu không phải biết trước những chuyện này thì chắc ông ta đã cuống cả lên con tường đã bị ngụy nguyên Kham phát giác là điều gì đó lão già không cần quá lo lắng tham mưu ở bên cạnh nói phò mã trình dực một lòng báo thù cho mẹ từ lâu đã căm hận nhà họ trình thấu xương nhân vụ án lần này chắc chắn sẽ giám sát chặt trình đại lão gia Viên tri hành đã nghe cay ngục trong đại lao kể lại Hôm nay trình dực tới đại lao Hai cha con đã ẩm ý một trận Trình đại lão ra mắng con trai là đồ Danh con không hiểu luân thường đạo lý Nhưng thấy trình dực sắp rời đi Thì trình đại lão ra lại xuống nước cầu xin trình dực cứu ông ta Nói lần này ông ta là bị người vụ oan giá họa Trình dựng chỉ để lại một câu Cũng là báo ứng Kết cục này khiến cả phủ công chúa Hoài Nhu Vui mừng như chảy hội cho dù trình đại lão gia có kêu oan thêm nữa thì cũng sẽ không có ai để ý đến ông ta viên tri hành nói mong sao vụ án này mau chóng qua đi mọi người cũng không cần phải thấp thỏm lo sợ nữa tham mưu nhỏ giọng nói người của nha môn đi ra từ trong phủ của chúng ta lão gia vẫn cứ đến phủ nha như thường lệ những ngày này đừng có động tĩnh nào khác thì cũng sẽ không có ai nhắc lại nữa đâu chưa chắc viên tri hành nhíu mày nguyễn nguyên kham vẫn chưa tìm ra được người đứng đằng sau sai khiến lâm tự chân sao có thể cứ thế mà bỏ qua được trừ phi để hắn tìm được người đứng đằng sau sai khiến đó e chỉ có như vậy thì mọi thứ mới yên ổn trở lại được nhà họ cố sao đứa trẻ này vẫn còn chưa dậy thế lâm phu nhân tới mấy lần thấy cố minh châu vẫn rút vào trong chăn ngủ ngon lành nhớ thay lò sưởi đừng để tiểu thư bị lạnh lâm phu nhân đi từ trong phòng ra cẩn thận dặn dò bảo đồng Bên phía tộc thẩm truyền tin tới nói muốn đưa Châu Châu đi thượng thanh quán. Ban đầu Lâm Phu Nhân định từ chối. Gần đây cơ thể bà nặng nề, không tiện ra ngoài đi lại nhiều. Bà không đi thì cũng không yên tâm để Châu Châu đi một mình. Nhưng Châu Châu cứ đòi đi chơi, còn có mấy người minh uyển đi theo, nên cuối cùng bà cũng đồng ý. Trong kinh mỗi ngày một lạnh, mới mấy ngày trôi qua mà lá cây trong phủ đã úa vàng hơn nửa. Sau đó ít lâu thì trời đổ tuyết, Châu Châu càng muốn trốn ở trong nhà Giống như lời Dương Mama nói Mấy năm nay Châu Châu được bọn họ nuôi một cách tự do Không có gì trói buộc Không giống như những tiểu thư quanh năm ở trong nhà Căn bản không chịu được buồn chán Dùng lễ pháp trói buộc con gái Chính là muốn đưa đến nhà chồng để cho họ lựa chọn Còn con gái bà Chiều hư rồi thì tự bà nuôi Không cần phải nghe người khác chỉ trì trò trò Lâm phu nhân nói Ta chỉ lo thượng thanh quán mấy ngày này đông người Vị quán chủ tôn chân nhân kia hình như hôm qua đã hồi kinh rồi. Trong thượng thanh quán đều là nữ đạo sĩ, vị tôn chân nhân này cũng là đạo sĩ tu hành từ nhỏ. Trong thượng thanh quán có xuôi nước nóng, trước đây có không ít nữ quyến đến đây ngâm mình. Sau đó, nghe nói bản lĩnh châm cứu của vị tôn chân nhân này không tệ, chẳng mấy chốc mà khỏi bệnh. Nữ quyến các nhà quan lại quý tộc cũng bắt đầu tới bái phòng tôn chân nhân. Hai năm nay, thành danh của thượng thanh quán càng lúc càng vang xa châu châu bị ngã và phải cánh tay vết thương từ lâu đã không còn đau nữa cô lão phu nhân muốn đưa châu châu ra ngoài là vì muốn dỗ cho châu châu vui lâm phu nhân hiểu rất rõ ngay khi trở về từ thượng thanh quán cô lão phu nhân đã mở lời với ta bảo ta và hầu ra giúp đốc thúc hôn sự cho uyển tỷ nhi cố tử ngôn cũng đã nói chuyện này với hầu ra chuyến này nhà họ cố đều là vì uyển tỷ nhi không biết nhà họ cố đã nhìn chúng con cháu nhà nào rồi nếu như không tệ thì ta cũng rất sẵn lòng giúp đỡ. Nên duyên nên phận được thì cũng là chuyện tốt. Ta cũng không thể không tặng thêm một phần của hồi môn. Tộc nhân nhà họ cố vốn đã ít. Càng nên chăm lo nhiều hơn. Dương ma ma gật đầu. Chỉ e trời không thuận theo lòng người. Hẻm hoa sen mấy năm nay càng lúc càng muốn nhiều. Lâm phu nhân nói. Còn người chính là như thế. Đứng càng cao thì cầu mong lại càng nhiều. Sau khi dọn vào kinh thành, cố dùng văn mở cửa tiệm cũng kiếm được kha khá hiện giờ cái thiếu là trong nhà không có ai làm quan lần này chọn con rể chắc chắn sẽ tìm con cháu một nhà quan lại có công danh con gái muốn gả tới chỗ cao cũng là chuyện thường tình chỉ cần đừng để bị lừa thì không vấn đề gì cả dương mama nghe ra được phu nhân đang cân nhắc cẩn thận chuyện này thay cho hẻm hoa sen bà mím môi cười Lâm phu nhân tò mò hỏi bà nãy người nghĩ đến gì thế dương mama vội nói À, nãy nô tỳ thấy dáng vẻ của phu nhân liền nghĩ tới nếu có một ngày đại tiểu thư phải xuất giá không biết phu nhân sẽ lo nghĩ đến mức nào nhưng bà ta biết đại tiểu thư sẽ không xuất giá đâu lâm phu nhân cũng ngẩn người mấy ngày nay bà cũng đột nhiên nghĩ như vậy có lẽ là vì bệnh tình của châu châu có chuyển biến tốt có thể ra ngoài một mình được rồi suy nghĩ của bà không tránh khỏi cũng thay đổi theo lâm phu nhân thầm thở dài Bà đang có thai nên tâm trạng cũng vì thế mà thất thường. Dù sao thì hiện giờ cũng không cần phải cân nhắc đến những chuyện này. Chỉ cần châu châu của bà mạnh khỏe là được rồi. Sau khi cố Minh Châu ngủ dậy, tinh thần lại khôi phục như thường. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở trong nhà không ra ngoài. Mỗi ngày liễu tô sẽ chuyển tin tức tới. Sau khi đệ đệ của Huệ Hương trở về phủ Thanh Châu, đã mua một trạch viện bên ngoài như để sống những tháng ngày an phận. Nhưng đến buổi tối, gã lại cực kỳ cảnh giác. Nghe thấy bất cứ động tĩnh nào cũng đều sẽ rút dao gam ra, làm làm cây gậy trong tay đi ra ngoài kiểm tra. Nếu như bọn họ đoán không nhầm thì gã là đang sợ có người tìm tới để giết người diệt khẩu. Nhấp thầm còn điều tra được, trước khi viên thị bị giết, đệ đệ của Huệ Hương đã nhờ người đi bảo vệ một chuyến hàng đưa tới phủ An Khánh. Chuyến hàng đó chắc là vô cùng quý giá. Người nhà họ ngụy lần theo tôi cùng điều tra, phát hiện một căn nhà lớn. Trong nhà có quản sự chủ trì đại cục, chỉ nói lão gia đã ra ngoài buôn bán Phải mấy ngày nữa mới quay về Người được gọi là lão gia kia Chắc hẳn là đệ đệ của Huệ Hương Có người đã sắp xếp công tác bảo mật từ trước Sợ bọn họ điều tra đến người nhà của Huệ Hương Thế là bảo đệ đệ của Huệ Hương giả bộ quay về nhà cũ Còn những tài sản có được Thì đem gửi tới phủ An Khánh Sau này khi vụ án đã yên ổn Đệ đệ của Huệ Hương mới tới phủ An Khánh Sống những ngày tháng tươi đẹp của gã chỉ có điều, khi ấy đợi gã là phú quý hay là mất mạng thì chưa thể nói chắc được. Dù sao hiện giờ giết gã sẽ khiến người khác nghi ngờ, chờ sóng yên biển lặng tìm đại một lý do nào đó cũng có thể lấy được mạng gã. Sau khi vụ án đã được thẩm tra kết án thì còn ai lại chăm chăm vào một người hầu đã chết nữa. Chuyện của Huệ Hương đã xác thực, bên phía nhà họ Lỗ lại chỉ tìm được gạo và một ít hương liệu được vận chuyển từ biển vào, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Bên trong trạch viện nhà họ Lỗ có một cánh cửa bí mật để tránh đánh rắn động cỏ, Ngụy đại nhân đã sai người giám sát nhà họ Lỗ nhưng vẫn chưa ra tay. Khi ấy trong nhà họ Triệu ở phủ Thái Nguyên, Cố Minh Châu cũng đã phát hiện ra cửa bí mật, khóa bát hoàng cũng được tìm thấy bên trong đó. Khóa bát hoàng, bạch quan chính của Khâm Thiên giám, bạch cung nhân, những manh mối này dường như đang trở nên rõ ràng. Bạch cung nhân vẫn luôn dưỡng thương ở Thượng Thanh quán, vị tôn chân nhân kia của Thượng Thanh quán hôm qua vừa về tới kinh thành, trong quán chắc chắn rất náo nhiệt. Vừa hay ngày mai tộc tổ mẫu sẽ đưa nàng đi tới quán chơi Nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này Cố Minh Châu nhìn Bảo Đồng Lần này em có thể đi cùng với ta rồi Bảo Đồng gật đầu Khuôn mặt vui cười hớn hở Đã lâu không cùng đại tiểu thư ra ngoài làm việc Trong lòng cô cũng cảm thấy rất ngứa ngáy Tính ra thì mấy lần cô ra ngoài đều không bình yên cho lắm Lần trước thì gặp phải quân phản loạn Lần trước nữa thì Hàn Chi Phủ dẫn người tới hành hung Lần này đi thượng thanh quán Không biết sẽ thế nào vừa nghĩ tới liền cảm thấy ái cha rất kích động ngày hôm sau cố minh châu đi theo cố lão phu nhân cùng tới thượng thành quán đến trước cửa núi cố minh châu vén rèm xe nhìn ra bên ngoài phát hiện cách đó không xa có mấy cỗ xe ngựa ngay sau đó nàng nhìn thấy phu nhân của định ninh hầu trương thị trương phu nhân đang nói chuyện với một vị nữ quyến vị nữ quyến này ăn vận hoa lệ trong nụ cười có thêm mấy phần xuân phong đắc ý Chương 276 Có lòng dạ khác Đông cung bị phế Hoàng thượng lệnh cho Trung Thư tỉnh khởi thảo văn bản Giáng thái tử xuống làm cung vương Phòng tam hoàng tử là hoài vương Ngũ hoàng tử là túc vương Ý chỉ sẽ nhanh chóng được ban xuống Đối với đông cung thì đây chắc chắn là một kiếp nạn Nhưng với tam hoàng tử ngũ hoàng tử Thì lại nhờ họa có phúc Được cùng phong vương Cho nên tam hoàng tử phi lúc này Mới mừng rỡ đến thế Giờ là hoài vương có lẽ chẳng bao lâu nữa có thể vào ở trong đông cung trở thành chữ quân mới của đại chu cố minh châu xuống xe đi theo cố lão phu nhân và cố minh uyển cố minh lam bước tới gặp mặt tam hoàng tử phi và trương phu nhân ánh mắt tam hoàng tử phi dừng lại trên người cố minh châu phu nhân nói đó chính là đại tiểu thư nhà hoài viễn hầu trương phu nhân thân mật đáp chính là châu châu thận đúng là viên minh châu trong lòng bàn tay tam hoàng tử phi khen ngợi thần xinh đẹp khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích chẳng trách công chúa hoài nhu cứ nhắc châu châu mãi công chúa hoài nhu trở về trước được bao lâu tối ngày đều bận rộn xử lý chuyện của triệu phu nhân nào có thời gian ra ngoài cho dù ra ngoài thì cũng sẽ không nhắc tới cố mình châu mãi cố minh châu hiểu rất rõ tính tình của công chúa trước khi chuyện của nhà họ trình và triệu lã tướng quân được làm rõ là họa hay phúc còn chưa biết công chúa đâu dám nhiều lời chỉ e sẽ làm liên lụy tới người bên cạnh tuyệt đối sẽ không giống như những gì tam hoàng tử phi nói thêm nữa nàng nào có đẹp đâu lúc nàng ở nhà họ châu đúng là có dung mạo trần đời hiếm gặp nhưng giờ đây cố minh châu chỉ có thể được coi là mi thành mục tú hơn nữa nàng có ý che giấu dung mạo của mình trước này đều để mặt mộc ra ngoài không nói còn cả ngày chạy tới chạy lui làn da không được trắng trẻo cộng thêm ánh mắt đờ đẫn hoàn toàn không hề ăn khớp với tử sinh đẹp tam hoàng tử phi nói về nàng như vậy là có ý đồ gì Tam hoàng tử phi nhìn Cố lão phu nhân, "Lão phu nhân cũng tới gặp Tôn chân nhân ư?" Cố lão phu nhân gật đầu, "Bệnh của Châu Châu đỡ nhiều rồi, lão thân đưa Châu Châu tới dâng hương, cảm tạ Tam thanh tổ sư phù hộ." Tam hoàng tử phi cười nói, "Nếu đã vậy thì chúng ta cùng đi đi." Nói rồi giơ tay về phía Cố Minh Châu, "Châu Châu, đi qua bên này." Cố Minh Châu vui vẻ đi tới bên cạnh Tam hoàng tử phi. Nhìn thấy Cố Minh Châu đi tới, Cố Minh Uyển nắm chặt khăn tay, Tam Hoàng Tử Phi chỉ chăm chăm nói chuyện với một mình cố Minh Châu, không thèm nhìn hai tỷ muội bọn họ. Mình làm là thứ nữ thì cũng thôi, nhưng cô ta đừng đường là đích nữ. Một cơ hội tốt được thân cận với Tam Hoàng Tử Phi lại cứ thế bị con ngốc kia cướp mất rồi. Cố Minh Uyển càng nghĩ càng thấy tức. Nếu cô ta ở bên cạnh Tam Hoàng Tử Phi thì Tam Hoàng Tử Phi chắc chắn sẽ yêu thích cô ta. Có được thanh danh tốt thì tự nhiên hôn sự cũng sẽ thuận lợi. Sớm biết thế này thì không nên dẫn Châu Châu theo cùng làm gì. Cố Minh Uyển mãi nghĩ ngợi, không chú ý, bậc cấp dưới chân lên bị trượt chân một cái. Cố Minh Lam ở bên cạnh lập tức bước tới đỡ. Đại tỷ cẩn thận. Cố Minh Uyển đứng vững rồi thẳng tay hất Cố Minh Lam ra. Không cần ngươi nhiều chuyện. Không đưa Minh Nghiên đi cùng là vì sợ Minh Nghiên cướp mất hào quang của cô ta. Nhưng không ngờ con ngốc kia lại thu hút hết sự chú ý của Tam Hoàng Tử Phi. Như vậy khác nào đảo lộn chất tử. Từ cửa núi đi tới đạo quán còn phải đi thêm một đoạn đường. Tam Hoàng Tử Phi đi tới mức thở hồng hộc Cố Minh Châu ở bên cạnh mặt lại không đổi sắc. Tam hoàng tử phi chợt có suy nghĩ, quay sang nhìn Trương phu nhân. Bệnh của Cố đại tiểu thư quả nhiên đã khỏi rồi, chúng ta đều không bằng được cô bé. Vào đồng đắc ý nhướng mày, thế này đã tính là gì? Điểm lợi hại nhất của tiểu thư nhà cô bọn họ còn chưa được chứng kiến đâu. Mama quản sự bên cạnh cô lão phu nhân vội vàng chạy lên xin lỗi, đã để Tam hoàng tử phi chê cười rồi. Đại tiểu thư nhà nô tỳ từ nhỏ có bệnh trong người, trưởng bố trong nhà vì để tiểu thư vui vẻ, không quản thúc chặt chẽ bao giờ, cho nên bây giờ mới... Ta thích tính cách này của châu châu. Tam Hoàng Tử Phi nói, chẳng trách Hoài Viễn Hầu và Phu Nhân là chiều châu châu như vậy. Không chỉ có Hầu Gia và Phu Nhân đâu, Trương Phu Nhân gọi người dìu đi. Thái Phu Nhân nhà tôi cũng thích châu châu lắm, hồi nhỏ châu châu mắc bệnh nặng. Thái Phu Nhân nhà tôi còn lo đến mức mấy ngày không tài nào chậm mắt được nhắc tới lâm thái phu nhân tam hoàng tử phi hỏi bệnh của thái phu nhân thế nào rồi nụ cười trên mặt trương phu nhân lập tức biến mất vết thương trên người thì đã khỏi rồi tiếc là tâm bệnh trong thời gian ngắn thì chưa thể lành lại ngay tam hoàng tử phi thở dài thái phu nhân bị lâm tự chân dối gạt giờ đây đã biết được chân tướng ta nghĩ chắc trong lòng thái phu nhân cũng cảm thấy có lỗi với lão hầu ra vành mắt trương phu nhân ửng hồng đâu chỉ có vậy nếu chúng tôi không hết lòng khuyên nhủ thì thái phu nhân điên cơm cũng chẳng chịu ăn. Hầu ra nhà chúng tôi vì để bắt lâm tự chân mà không tiếc làm thái phu nhân trọng thương. Hậu ra cũng có nỗi khổ. Tôi chỉ mong hậu ra sớm ngày về kinh, hóa giải nút thắt trong lòng với thái phu nhân. Tam hoàng tử phi nghe vậy chợt nảy ra một ý. Vậy phu nhân phải khuyên thái phu nhân, chứ đừng trách định ninh hầu. Định ninh hầu làm vậy cũng là vì đại chu. Nếu không có định ninh hầu thì thái phu nhân đã bị lâm tự chân làm liên lụy từ lâu rồi. Triều đình niệm tình định ninh hầu lập được đại công, tùy thái phu nhân có sai, nhưng cũng chỉ bị xử phạt nhẹ thôi. Tam Hoàng tử Phi nói xong câu này, chợt phát hiện Châu Châu đã đi rồi, không biết quay lại từ lúc nào. Lúc này đang đứng trước mặt bọn họ. Tam Hoàng tử Phi nhìn Trương Phu Nhân. Đi thôi, Trần Nhân còn đang đợi chúng ta đấy. Cố Minh Châu đi theo Tam Hoàng tử Phi. Những lời Trương Phu Nhân nói ban nãy nàng đã nghe thấy hết. Vẻ mặt chắc chắn của Tam Hoàng tử Phi cũng đã lọt cả vào mắt nàng. Xem ra, tam hoàng tử phi sẽ cho người âm thầm giúp đỡ xin triều đình xử khoan hồng với lâm thái phu nhân chuyện này sẽ được làm xong trước khi thôi trinh vào kinh như vậy thì thôi trinh sẽ nợ tam hoàng tử một mối ân tình võ tướng không thể qua lại với hoàng tử trương phu nhân gặp vào phủ định ninh hầu lâu như vậy rồi lẽ nào lại không biết bất kể là cố tình hay là vô ý thôi trinh vẫn còn chưa vào kinh thì đã có một phiền phức lớn đang chờ hắn ở phía trước rồi tam hoàng tử phi cũng thật quá vội vàng Đồng cung vừa mới bị phế Cô ta đã mưu tính những thứ này cho tam hoàng tử Như vậy xem ra Sự quan tâm đối với nàng cũng là muốn lôi kéo cha Cô Minh Châu khá tò mò Không biết tam hoàng tử Phi sẽ làm thế nào với mình Trong lúc trò chuyện Bọn họ đã tới trước cửa thượng thanh quán Một vị khôn đạo Ước chừng ngoài 30 Dẫn theo mấy nữ đạo sĩ đã đứng đợi ở đó từ lâu Vị khôn đạo này có đôi mắt sáng rõ Khóe miệng hơi cong lên trên mặt tựa như có ý cười nhưng ý cười lại không quá rõ ràng chỉ lờ mờ hiện hữu trên khóe miệng hơi bị cong lên ngoài điều đó ra thì không thể nhìn ra được bất cứ biểu cảm nào khác nhìn lâu chỉ cảm thấy sâu không thấy đáy phục sinh vô lượng thiên tôn tôn chân nhân bước lên trước hành lễ theo kiểu người tu đạo tam hoàng tử phi nói đã lâu không gặp chân nhân chân nhân có khỏe không chuyến đi này thuận lợi cả chứ tôn chân nhân nói Tàm thành tổ sư gia phủ hộ, đem đường di vật của sư huynh về, đã dâng lên trong điện. Sau đó bần đạo sẽ tổ chức vài lần pháp sự cho sư huynh. Tôn chân nhân rời khỏi kinh thành là bởi vì sư huynh ở Sơn Đông vũ hóa, không biết chuyện đó có thật hay không. Cố Minh Châu nhớ, người họ lỗ kia cũng tới từ Sơn Đông. Bước vào cổng lớn đạo quán, nữ đạo sĩ dẫn bọn họ đi dâng hương. Sau đó nhỏ giọng nói, tịnh thân ở hậu viện đã chuẩn bị xong. Lát nữa mấy vị Có suối nước nóng không ạ? Câu nói của nữ đạo sĩ bất chợt bị một giọng nói trong trèo cắt ngang Nữ đạo sĩ quay đầu lại Thì nhìn thấy một khuôn mặt thiếu nữ ngập tràn sự hứng khởi Như thế sắp không đợi được nữa Mà muốn nhìn thấy suối nước nóng ngay Có, ở ngay trong tịnh thất Nữ đạo sĩ vừa dứt lời Thì thiếu nữ kia đã chạy ào ra ngoài đại điện Hiển nhiên là muốn đi tìm tịnh thất Chầu chầu Cô lão phu nhân lập tức dặn dò người dưới Mau, đuổi theo đại tiểu thư quản sự của phủ hoài viễn hầu và người hầu đã đuổi theo cố đại tiểu thư từ lâu nhìn thấy bóng lưng cố minh châu mất dạng cố minh uyển hoàn hỉ mừng rỡ đồ ngốc đó đi thật đúng lúc cô ta có thể thay thế đồ ngốc bước lên nói chuyện với tam hoàng tử phi rồi chương 277 cô ta đáng chết trước giờ cố đại tiểu thư luôn tự do không bị ai trói buộc đến cả hoài viễn hầu và phu nhân cũng chỉ có thể dỗ người ở đây lại càng không ai quản được nàng trương phu nhân nhìn quản sự nhà họ cố hoảng hốt rời đi mỉm cười giải thích với cô lão phu nhân châu châu lần đầu tới đạo quán khó tránh được sẽ ham chơi một chút lão phu nhân cũng đừng quá lo lắng tam hoàng tử phi nhìn trương phu nhân một cái đầy ý tứ đúng là trương phu nhân đặc biệt chăm sóc tới châu châu xem ra tin đồn quản sự nhà cô ta nghe được là không sai nhà họ thôi và nhà họ cố muốn kết thân tam hoàng tử phi ngẫm nghĩ cố đại tiểu thư với bệnh tình thế này mà để ở một nhà bình thường thì sao có thể gà đi được tuy hiện giờ lâm thái phu nhân vẫn đang vướng vào một rắc rối lớn nhưng rốt cuộc thôi vị có chiến công cho dù tương lai không so được với huynh trưởng thì cũng có một tiền đồ quan lộ rộng mở vị để thân càng thêm thân làm như vậy cũng là bình thường cùng lắm thì cưới về nhà nuôi rồi tìm thêm mấy thiếp thất mỹ mạo như hoa nữa hầu hạ bên cạnh trong người cố đại tiểu thư có bệnh nên nhà họ cố cũng sẽ không tiện nói gì Có thể gả được con gái đi đã không dễ dàng gì rồi Ai còn thật sự mong cố Minh Châu có thể làm một chủ mẫu chân chính Nắm giữ tài chính, sai bảo nốt bọc trong nhà nữa chứ Giao gia nghiệp to lớn vào tay một nữ quyến như thế này Thì ai sẽ thật sự kính sợ đây Con gái nhà quan lại quyền quý đều muốn gả vào nhà cao Cố Minh Châu thì không thể Có thể gả vào nhà họ thôi Đã là kết quả tốt nhất rồi Vào lúc thích hợp cô ta cũng tình nguyện thuận nước đầy thuyền còn về việc sau này thôi vị muốn sống cùng tiểu thư ngốc này thế nào chẳng liên quan gì đến người khác dù sao người phải đối mặt với cô tiểu thư ngốc này cũng đâu phải là cô ta tam hoàng tử phi thu suy nghĩ của mình lại cười nói việc gì phải bắt ép cô bé chứ chúng ta đi dân hương là được rồi cố mình làm lo lắng cho cố minh châu nên bước lên hành lễ với cố lão phu nhân tổ mẫu cháu sẽ đi cùng với châu châu cố lão phu nhân gật đầu ừm um, đi đi nói rồi quay sang minh uyển minh uyển hiểu ý tứ của tổ mẫu nhanh chân bước lên đi tới bên cạnh tam hoàng tử phi như thể lúc này tam hoàng tử phi mới chú ý tới cố minh uyển tiểu thư nhà họ cố thật đúng là người này đẹp hơn người kia cuối cùng cố minh uyển cũng có được lời khen của tam hoàng tử phi hơi cúi đầu xuống mặt ửng hồng cô ta thò tay ra lấy hương đưa cho tam hoàng tử phi tay cũng đẹp nữa tam hoàng tử phi nói nhận định là rất giỏi theo thùa cố lão phu nhân nói Huyền tỷ nhi nhà ta Biết nhiều kiểu theo Y giam trên người ta cũng đều do một tay nó làm cả Cuối cùng cũng nói tới sở trường của mình Trong lòng của mình uyển thầm thở ra một hơi thật dài Chủ đề không cần phải xoay quanh con góc kia nữa rồi Thượng thanh quán được xây dựng mấy trăm năm Đã được mở rộng ra ba lần Tịnh thất sau đại điện được dùng làm nơi tạm trú cho nữ quyến Dãy bên ngoài là để dành cho nữ quyến bình thường Càng vào sâu bên trong tịnh thất càng ít nhưng có thể nhìn thấy những người ăn vận những người hầu đi tới đi lui cố minh châu đã bảo nhấp thầm đi thám thính từ trước nên đã có hiểu biết tương đối về nơi này muốn tìm đến nơi bạch cúc nhân đang tĩnh dưỡng cũng không có gì khó bảo đồng bước lên nói thầm với nàng đại tiểu thư đã cắt đuôi được rồi mà mà quản sự kia sao có thể chạy nhanh bằng cô và tiểu thư được cố minh châu bước lên xem xét cũng may giờ là ban ngày nếu không, ở trong đạo quán sẽ rất dễ bị lạc đường. Có thể thuận lợi đến được đây rồi cũng đồng nghĩa với việc không còn khó để đi tiếp nữa. Bạch cung nhân uống thuốc xong thì nằm thả lỏng trên giường. Thân thể của bà ta vốn dĩ đã bị dày vò đến mức cứng như băng. Hiện giờ uống thuốc vào, khối băng này như thể tan ra được một ít, khiến bà ta không còn cảm thấy đau đớn nữa. Bạch cung nhân thở ra một hơi thật dài. Lúc này bà ta như thể có thể đứng dậy khỏi giường mà đi ra bên ngoài bạch cung nhân nghĩ vậy thì bắt đầu dãy rủa sau đó cố di chuyển hai cẳng chân khô quắt mà mà quản sự đã đoán được sẽ xảy ra chuyện này vội vàng chạy lại gần khuyên nhủ Cung nhân người vừa mới dùng thuốc xong nghỉ thêm lát nữa đã bạch cung nhân lại giống như không nghe thấy thò tay ra túm lấy người bên cạnh màu đỡ ta một tay vết thương trên chân ta khỏi rồi ta muốn đi lại người xem chân ta đã có thể cử động được rồi mà mà quản sự nhìn thì chỉ thấy hai cẳng chân vẫn cứng đơ đặt trên đệm. Bạch cung nhân kích động, gò mã cũng vì vậy mà ửng hồng. Ta đã nói là ta sẽ khỏe lại mà, chỉ cần uống thuốc vào là ta sẽ khỏe thôi. Bạch cung nhân không biết lấy sức lực ở đâu ra, nhấc hai cẳng chân từ trên giường xuống. Sau đó vội vàng thuận theo đó nhấc người dậy. Cung nhân, mà mà quản sự túm chặt lấy người bạch cung nhân, hiện giờ vẫn chưa được đâu. Còn chưa nói hết câu, một tiếng bốp đã vang lên mà quản sự ăn một cái bạt tai trời dáng bạch công nhân trợn tròn mắt ta đã biết từ lâu mà các người không muốn ta sống tốt đều là do các người hại ta bằng không ta cũng sẽ không biến thành bộ dạng hiện giờ ma quản sự vẫn còn muốn khuyên nhủ bạch công nhân đã hét lên cút cút ra mà ma quản sự bị đẩy siêu vẹo cuối cùng bạch công nhân cũng được đứng lên như ý nguyện nhưng hai cẳng chân của bà ta lại không đủ sức để chống đỡ thân mình cả người bà ta ngã nhào xuống mà mà quản sự lập tức chạy tới đỡ nhưng lại không thể ngăn được đà đổ xuống của cơ thể bạch công nhân hai người cùng nhau ngã sõng xoài trên mặt đất bạch công nhân lại giống như không cảm nhận được đau đớn bà ta hoảng loạn nhìn đôi chân của mình tại sao tại sao lại như vậy rõ ràng ta đã khỏi rồi mà 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 quản sự khuyên nhủ công nhân đừng vội rồi sẽ từ từ khỏe lên thôi chắc chắn rồi sẽ khỏi mà bạch công nhân đấm thình thịch vào chân mình như đã phát điên mà mà quản sự đang định gọi người tới giúp đỡ Thì nữ đạo sĩ đứng bên ngoài từ lâu Đã không nhịn nổi nữa mà dạo bước vào trong phòng Giúp mà mà quản sự Cùng an ủi bạch cung nhân Thiện nhân chớ vội Sư phụ nói còn cần một ít thời gian nữa Lừa đảo Giọng nói của bạch cung nhân sắc lẻm Các người đều đang lừa ta Nếu có thể trị khỏi thì vì sao năm đó A thuyền lại không thể lanh Có phải A thuyền bảo các người tới hại ta không Muốn ta cũng biến thành bộ dạng giống như cô ta Mama quản sự và nữ đạo sĩ cố gắng xòa dịu cảm xúc của bạch cung nhân, đổi mắt của bạch cung nhân đảo điên tứ phía. À thuyền đâu? Cho dù cô ta có đang ở đây, ta cũng không sợ. Có bản lĩnh thì cô ta cứ tới đòi mạng ta đi. Cô ta là cái loại phế vật. Ta chưa từng thừa nhận có một tỷ tỷ như vậy. Bạch đại tiểu thư gì chứ? Phỉ. Cả ngày chủ giúp trong căn phòng tối không dám nhìn ánh mặt trời. À thuyền, ta cứ gọi cô ta là Á à thuyền đấy. Trong lòng ta, cô ta còn chẳng bằng một con hầu. Cô ta sống khắc khổ một mình trong căn phòng nhỏ đó thì cũng thôi đi ấy thế mà lại còn muốn lấy chồng Nếu cô ta lộ diện trước mặt mọi người thì ta phải làm sao Cha mẹ muốn dùng hết gia sản trong nhà làm của hồi môn cho cô ta <laughs> Thật là nực cười Bọn họ lại coi một phế nhân như bảo vật nâng niu trong lòng bàn tay Ta nuốt không trôi cục tức này Ta nhìn cô ta là thấy buồn nôn Người đàn ông nào sẽ muốn cô ta chứ Cho dù có khả cho người ta làm thiếp cũng không xứng Còn nói có người sẽ thật lòng thích cô ta còn nói có người coi trọng sự thông minh của cô ta Không để ý đến bệnh tật Căn bản chỉ là muốn lừa tài sản nhà họ Bạch mà thôi Ta ngăn cản thì có gì sai Mọi thứ ta làm đều là vì nhà họ Bạch Bạch công Nhân nói xong một tràng những lời này Thì quay sang nhìn mama quản sự và nữ đạo sĩ Các người nói xem Ta sai rồi ư Còn không phải là ta đang nghĩ cho nhà họ Bạch đấy ư À thuyền tới nhà họ Bạch là để đòi nợ Mà đòi nợ phải chết Thì nhà họ Bạch mới hưng vượng được Cầm miệng một giọng nói trầm thấp truyền từ ngoài cửa vào cắt ngang lời của Bạch Công Nhân. Chương 278: Quả báo. Người trong phòng quay đầu ra nhìn thì thấy một nữ đạo sĩ hơn 60 tuổi chắp tay sau lưng đứng ở đó. Mạc sư bá, nữ đạo sĩ đắc đỡ Bạch Công Nhân lập tức hành lễ với đạo sĩ kia. Vị sư bá này tính tình vô cùng cổ quái, bình thường đều ở trong căn nhà gỗ trên đồi, rất ít khi ra ngoài, nhưng Thái hậu nương nương ở trong cung lại rất thích nghe bà giảng đạo kinh nên thỉnh thoảng lại cho triệu bà vào cung. Thượng thanh quán từ trên xuống dưới đều phải tỏ ra cung kính với bà. Chắc chắn là do tiếng của bạch cung nhân quá to mới thu hút sự chú ý của Mạc Sư Bá. Giọng nói của Mạc Dương Minh trầm thấp. Ở trong đạo quán sao có thể nói những lời như vậy? Bất kể các người là ai, trong lòng không có ý tốt thì đừng ở đây nữa. Quay về nhà đi. Đương nhiên mama quản sự nhà họ viên biết vị khôn đạo theo hầu thái hậu nương nương này, vội vàng đứng dậy hành lễ mạc chân nhân phu nhân nhà tôi bị bệnh cũ dày vò trong lòng buồn bã nên mới nói năng không lựa lời tôi sẽ khuyên nhủ phu nhân lúc mà mà quản sự đang trình bày màng dương minh quan sát bạch cung nhân đang ngồi bệt dưới mặt đất trên mặt bạch cung nhân vẫn còn vẻ kích động lông mày dựng lên đôi mắt trợn to bộ dạng hơi thất thường màng dương minh nhíu mày đây là bệnh nhân của huệ tú huệ tú là tên của quán chủ thượng thanh quán tôn chân nhân nữ đạo sĩ đáp Sư phụ vẫn luôn trị bệnh chân cho vị thiện nhân này. Mạng Dương Minh bước lên mấy bước, cúi người xuống nắm lấy chân Bạch Công Nhân, cảm nhận được máu thịt khô héo, sắc mặt mạc Dương Minh càng thêm lạnh lùng. Đưa cô ta xuống núi đi. Bệnh này không chữa được đâu. Lúc Mạc Dương Minh nói những lời này, Bạch Cung Nhân cứ nhìn chằm chằm vào bà, tựa như nhớ tới điều gì đó. Trần Nhân không nhớ ta sao? Mười mấy năm trước, ta từng tới đạo quán. Tỷ... Tỉ... Tỉ tỷ tỷ của ta a thuyền cũng trị thương ở đây Cậu xin chân nhân giữ ta lại ít bữa ta cảm kích chân nhân từ tận đáy lòng màng dương minh lạnh lùng nói không phải ban nãy thiện nhân nói không có tỷ tỷ ư bạch cung nhân lập tức ngẩn ra đó ban nãy bà ta cũng không biết mình bị làm sao trong đầu suy nghĩ hỗn tạp lửa giận trong lồng ngực như chỉ muốn tìm đường bộc phát ra ngoài a thuyền giày vào bà ta đã lâu mỗi lần chân đau bà ta đều sẽ nhớ tới a thuyền tối hôm đó trong nhà mời tới một y bà vớt vớt đỏ trên mặt y bà, khiến bà ta nhớ tới khuôn mặt đầm đìa máu tươi của A Thuyền, cũng dữ tợn, cũng đáng sợ như vậy. Bạch công nhân nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy vết thương trên cổ A Thuyền, máu tươi không ngừng bắn ra ngoài nhuộm đỏ quần áo của A Thuyền, trên giường ướt rũng đầu đầu cũng là máu. Bạch công nhân dùng mình, giống như ngay bây giờ bà ta vẫn còn có thể ngửi được mùi máu tanh nồng trong không khí, càng khiến bà ta sợ hãi hơn là thái độ của Mạc Chân Nhân. Liệu Mạc Chân Nhân có nói lại những lời này với Thái hậu nương nương hay không? Mạng Dương Minh đứng dậy. Bệnh của thiện nhân nghiêm trọng, nhưng tâm bệnh cũng không nhẹ đâu. Bạch công Nhân lo sợ mặc chân nhân hiểu lầm. Chân nhân, những lời lúc nãy ta nói đều là những lời giận dỗi. Cái chết của tỷ tỷ không liên quan gì tới ta, tỷ ấy chết là do tự sát. Màng Dương Minh không động đậy, nhưng gương mặt lại càng thêm lạnh nhạt. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Ngay sau đó, tôn chân nhân bước đến trước cửa căn tịnh thất. Nhìn thấy Mạc Dương Minh, liền lập tức hành lễ sao sư huynh lại ở đây đúng lúc có không ít thiện nhân tới sư huynh tiếp đại họ giúp ta hiển nhiên mạc dương minh không muốn nhiều lời với tôn chân nhân chỉ nói đạo quán nhiều người ta vẫn nên về căn nhà gỗ tu hành thì hơn đợi mạc dương minh đi xa rồi tôn chân nhân mới căn dặn nữ đạo sĩ còn không mau đỡ thiện nhân lên giường tôn chân nhân bước lên muốn giúp đỡ bạch công nhân nhưng lại bị bạch công nhân túm chặt lấy cánh tay chân nhân người giúp ta giải thích với mạc chân nhân ta nh, những lời ta nói ban nãy đều là nói bừa thôi tôn chân nhân cười nói thiện nhân không cần lo lắng sư huynh là người ngoài cuộc không để ý đến thế sự nghe thấy vậy bạch cung nhân mới yên tâm mắt bà ta đỏ hoe vẫn nhìn chằm chằm vào tôn chân nhân như nắm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng chân nhân vết thương trên chân ta sao vẫn chưa khỏi trên mặt tôn chân nhân vẫn treo một nụ cười ôn hòa thiện nhân còn cảm thấy đau nữa không bạch cung nhân lắc đầu không đau nữa, nhưng không biết tại sao, chỉ là không thể đi lại được, Trần Nhân hay là người giúp ta lập một trường pháp sự, có lẽ Bạch Cung Nhân ngó nghiêng trái phải, là có thứ gì đó đang dở trò. Tôn Trần Nhân trả lời không hề lúng túng, thánh địa đạo gia, làm sao có những thứ đó được. Trần Nhân không biết đó thôi, tỷ tỷ đã chết kia của ta, cứ luôn đeo bám ta, người còn nhớ tình hình lần đầu tiên ta tới đạo quán không, ta đã nhìn thấy cô ta ở trong nhà hôm ấy ta đang ở cùng với lão gia cô ta đầu tóc xõa sợi ngồi bên cạnh lão gia tay đặt lên vai lão gia ta bảo lão gia mau nhìn xem nhưng lão gia lại không nhìn thấy cô ta bạch công nhân không dám nghĩ tiếp nữa khoảng thời gian đó bà ta vừa mới sinh con chưa được bao lâu thân thể yếu ớt vì thế sợ đến mức ốm một trận nặng sau đó lão gia đưa ra đề nghị bảo bà ta tới đạo quán sau đó nữa thì bà ta bị ngã gãy chân từ đó về sau sự xui xẻo này giống như cứ quấn chặt lấy bà ta đến giờ đã 9 năm dòng. À thuyền chết đã 14 năm, quân lấy bà ta 9 năm, bà ta thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. Người hầu nhà họ viên bước vào phòng đỡ bạch công nhân lên giường. Tôn chân Nhân đứng bên giường, niệm một đoạn thanh tâm chú, sau đó đặt một lá bùa đã gấp sẵn vào trong lòng bàn tay bạch công nhân. Thiện nhân cứ an tâm nghỉ ngơi. Bần đạo sẽ sắp xếp pháp hội cầu chúc cho thiện nhân. Trên mặt bạch cung nhân tràn ngập vẻ hân hoan. Lúc này tôn chân nhân mới dẫn nữ đạo sĩ ra khỏi tịnh thất tôn chân nhân nhìn cô ta ban nãy bạch thiện nhân đã nói những gì trước mặt mạc sư huynh nữ đạo sĩ vội vàng từng thuật lại một lượt những lời bạch cung nhân đã nói tôn chân nhân quay đầu nhìn căn tịnh thất kia sau khi còn bước vào có người thấy mùi gì kỳ lạ không nữ đạo sĩ cẩn thận hồi tưởng lại trong tịnh thất toàn là mùi đàn hương nhưng hình như có lờ mờ thấy một mùi hương lẫn vào có thể là mùi son phấn trên người nữ quyến ánh mắt tôn chân nhân sáng lên không phải là mùi son phấn Bà ta quay lại can tịnh thất nhưng không kinh động đến bạch cung nhân ở bên trong mà chỉ lượn quanh bên ngoài một vòng. Thấy trên cửa sổ có một khe hở nhỏ, khe hở đó vừa hay chiếu thẳng vào nơi nghỉ ngơi của bạch cung nhân. Sư phụ, cùng tôn chân nhân rời khỏi căn biệt, nữ đạo sĩ hỏi, có chỗ nào không ổn ư? Tôn chân nhân không lên tiếng, bà nãy bà ta ngửi thấy mùi hương hoa mạn đà la ở trong tịnh thất. Hoa mạn đà la khiến thậm chí con người không tỉnh táo, Đương nhiên một lượng thuốc cực nhỏ thì có thể sẽ không bị phát giác. Nhưng bạch cung nhân vừa mới uống thuốc bà ta đưa, vốn đã hơi bồn chồn lại ngửi thấy mùi hương hoa mạn đà la chắc chắn sẽ xuất hiện ảo giác. Những thứ như phấn hoa mạn đà la, hoa ô đầu, bà ta vô cùng quen thuộc. Cho nên mặc dù mùi hương trong phòng đã tan gần hết, bà ta cũng có thể phát hiện ra điều dị thường. Người mang phấn hoa mạn đà la tới tịnh thất, lẽ nào là mạc sư huynh? Nói tới hoa mạn đà la, tôn chân nhân chợt nhớ tới một chuyện. Đạo tạc chân châu ở sân Tây đã dùng cung tên giấu trong ống tay áo làm Hàn Chi Phủ bị thương. Thuốc bôi trên mũi tên tương tự như một loại độc dược năm đó. Chính tay bà ta điều chế, nhưng vết thương của Hàn Chi Phủ lại chẳng mấy chốc đã lành lại. Có thể thấy, thuốc bôi trên mũi tên không có độc, bà ta đoán có thể là phấn hoa mạn đà la. Phấn hoa mạn đà la lại xuất hiện ở Kinh Thành, liệu những chuyện này có liên quan gì với nhau không? Mạc Minh Dương quay về căn nhà gỗ trên đồi, ngồi trên sập gỗ, nhắm mắt lại chuẩn bị niệm đạo kinh. Đúng lúc này bà nghe thấy cánh cửa gỗ phát ra tiếng động, ngay sau đó truyền tới tiếng bước chân khe khẽ. Mạc Minh Dương lập tức mở mắt ra, có người lén tới nơi này, bà lại tiếp tục nhắm mắt lại tránh làm kinh động tới người kia. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đi thẳng tới phòng ngủ, Mạc Minh Dương nắm chặt con dao găm trong ống tay áo và muốn xem thử là kẻ nào to gan dám tới phòng bà do thám. Chương 279 Nhớ đến hắn Mạng Minh Dương nhìn thấy một bóng người gión ra gión rén bước vào trong Bây giờ kẻ đó với bà chỉ cách nhau một lớp màn Mạng Minh Dương ngồi dậy, bước xuống sạp Người của Thượng Thanh Quán đều biết bà không thích có người đến làm phiền Cho dù là đệ tử mới tới cũng sẽ không xông vào đây Vì vậy chỉ có thể là người bên ngoài Bà trốn trong đạo quán thỉnh thoảng mới vào cung thuyết pháp cho Thái Hậu nương nương Là vì muốn xa lánh trốn hồng trần sau người bên ngoài lại nghĩ đủ mọi biện pháp tới đây do thám tin tức vì thái hậu thích bà còn sức đệ kia của bà nữa tôn tuệ tú quản lý thượng thanh quán nhưng trong lòng vẫn đề phòng bà có lẽ cũng là tôn tuệ tú bày trò tìm một người ngoài đến đây gây sự lẽ nào đã lâu bà không nổi giận nên những người đó đã quên mất tính tình của bà rồi ư mạng dương minh vung tay lên chuẩn bị tóm lấy cổ người đó cũng coi như cho người đó một bài học nhớ đời Màng dương minh vén rèm lên, vùng tay nhào tới người trước mặt. Lúc bàn tay sắp chạm đến cổ, người đó ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập sự ngây ngô và ngỡ ngàng, đột nhiên phát hiện có người nhào tới, gương mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc xong vẫn bụng chặt miệng. Cô gái có dáng vẻ trẻ con, hành động cũng có vẻ trẻ con, hiển nhiên mạng Dương Minh không ngờ đến kết quả này, đành phải dừng tay lại. Một cơn gió mạnh thổi qua, có Minh Châu ngửi thấy mùi đàn hương, hai người ngây ngần một lúc lâu, Cố Minh Châu thả tay ra Trước khi mặc chân nhân lên tiếng Thì nàng đã dùng ngón tay Đặt lên miệng ra dấu suyệt Sau đó căng thẳng nhìn ra bên ngoài Ánh mắt màng dương minh u ám Lẽ nào bên ngoài có người khiến cho cô gái này sợ Cho nên cô ấy mới trốn vào trong chỗ của bà ư Trong lòng nghĩ thế Màng dương minh đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài Một lúc lâu sau Màng dương minh nhìn thấy một bóng người Người đó cứ chạy tới chạy lui bên ngoài Liên tục ngó nghiêng ra sau hòn non bộ và cây cối Rõ ràng là đang tìm người Đại tiểu thư! Mạng Dương Minh nghe thấy giọng nói của người hầu thì cau mày. Có vẻ mắt mũi của người hầu này không tốt. Nhìn thấy một khối đá nhỏ cũng phải vòng ra đằng sau xem xét tỉ mỉ. Đại tiểu thư! Nô tỳ tì tìm được người rồi. Đó là một lùm cây um tùm. Hả? Không phải. Lúc này Mạc Dương Minh đã nhìn rõ. Khả năng cao cô tiểu thư và người hầu đó đang chơi đùa. Là do bà nghĩ quá nhiều rồi. Mạc Dương Minh mở tung cửa sổ định lên tiếng gọi người hầu kia. Cũng chẳng biết người hầu kia nhìn thấy thứ gì trông giống với đại tiểu thư nhà cô ấy mà lại co chân chạy mất hút. Đại tiểu thư, lần này nô tì bắt được người rồi nhé. Mảng Dương mình há hốc mồm, không phát ra được âm thanh nào, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng người hầu đó đâu nữa. <laughs> Đúng là ngốc ngách, không thấy người hầu đâu nữa thì đuổi cô gái kia đi là được rồi. Mảng Dương mình quay đầu tìm cô gái trong phòng, nhưng lại phát hiện ra cô không còn ở chỗ cũ từ lâu. Đi đâu mất rồi? Bà chỉ lo nhìn người hầu kia Nhất thời sơ suất không chú ý tới hành động của cô gái kia Bà lập tức lục tìm trong phòng Căn nhà gỗ này trông có vẻ không lớn Nhưng lại có đến mấy gian Phía sau phòng ngồi thiền của bà Chính là hai gian tĩnh thất Bà cũng từng nhận chữa trị cho người bệnh tại đây Để bọn họ ở trong phòng sẽ tiện cho bà Chăm sóc trị liệu Sau khi A Thuyền qua đời Bà không còn nhận thêm ai vào tĩnh thất nữa Chấp mắt đã mười mấy năm qua đi Bà đã từng nghĩ đến việc truyền dạy đạo Pháp cho A Thuyền để sau này đứa trẻ ấy sẽ ở lâu dài trong đạo quán cùng với bà. Lão già và phu nhân nhà họ Bạch cũng đã đồng ý. Chỉ cần A Thuyền cảm thấy thích thì thế nào cũng được. Thế nhưng chẳng ngờ, bà rời kinh thành mấy tháng, A Thuyền đã đổi ý, không chịu làm nữ quan tử. Bà hỏi A Thuyền lý do, A Thuyền lại chẳng chịu nói, chỉ có gò má là ửng đỏ. Sau này A Thuyền trở về nhà, Tùy vẫn thường xuyên tới đạo quán thăm bà nhưng không nán lại nơi này lâu như khi xưa nữa. Tùy bà thích sự thông minh nhanh nhạy của A Thuyền nhưng cũng không thể giữ A Thuyền lại lâu. Chỉ cần A Thuyền có thể vui vẻ thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Chẳng ngờ cuối cùng A Thuyền lại lựa chọn con đường như thế. Tiếng gỗ chuyển động vang lên, một bánh xe gỗ lăn tròn trên mặt đất. Mạc Minh Dương vén rèm ra, nhìn thấy cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gỗ có bánh xe chiếc ghế gỗ đi tới đi lui trong phòng khiến bà bất giác thấy hoảng hốt cứ như thể quay lại cái thời mà a thuyền vẫn còn ở đây vậy a thuyền không phải a thuyền mà là cô gái đã xông vào trong nhà gỗ cô thiếu nữ bị đồ vật mới lạ thu hút trên gương mặt tràn ngập nét cười trên đùi còn có một bông hoa sen xinh xắn cánh hoa sen bông xòe giống như vừa mới nở rộ vậy mạc minh dương ngạc nhiên bông hoa sen đó là liên hoa tỏa mà a thuyền tặng cho bà A à Thuyền kế thừa tay nghề của bạch quan chính Những món đồ mà cô ấy làm ra Đều cực kỳ tinh xảo A à Thuyền đã từng mở bông hoa sen đó trước mặt bà Sau khi A à Thuyền đi Bà đã thử phá giải cái khóa đó Nhưng không thể nắm được điểm mấu chốt Vì vậy bèn để nó sang một bên Lúc quen dọn nhà gỗ Mới lấy nó ra xem xét tỉ mỉ Không ngờ hôm nay liên hoa tỏa lại bùng nở lần nữa Làm sao người mở được nó Mạng Dương Minh Bước lên lấy hoa sen lại Hỏi cô gái đang ngồi trên ghế Cô gái ngước mắt lên, chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì. Một lúc sau mới nghiêm túc trả lời. Vừa chạm vào là đã mở ra rồi. Mạc Dương Minh đọc bông hoa sen lại, đưa cho cô gái thêm lần nữa. Mở lại đi. Cô thiếu nữ cầm lấy bông sen, ngón tay dịch chuyển con lăn ở cái bệ bên dưới bông hoa. Bông hoa lại bông xòe nở rộ trước mặt Mạc Dương Minh. Ngón tay Mạc Dương Minh khẽ run rẩy và nhìn cô gái trước mặt. Tuổi tác có vẻ chỉ khoảng mười mấy thôi, nhỏ hơn A Thuyền năm xưa một chút. Bà hỏi, làm sao người biết mở cái này cố minh châu lấy một chiếc khóa hình hoa từ trong túi áo ra đưa cho mạc dương minh chơi cái này là viết ngay thôi bên trên chiếc khóa hình hoa đó cũng có con lăn nhỏ trong lòng mạc dương minh sáng tỏ có lẽ là cơ duyên trùng hợp đã giúp cô gái này mở chiếc khóa ra mạng dương minh hỏi người là ai cô gái trả lời ngay chẳng cần suy nghĩ ta là châu 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 trên núi có rất nhiều nữ quyến không nói rõ tên họ thì người khác rất khó đoán được thân phận của nàng có điều mạc dương minh lại đã từng nghe thấy cái tên này lúc ở cạnh thái hậu người là cố đại tiểu thư mạc dương minh hỏi tiếp cố minh châu gật đầu vợ chồng ngoài viễn hầu không hề ghét bỏ cô con gái mắc bệnh ngớ ngẩn giống như bạch lão gia và bạch phu nhân khi xưa không hề chê vai a thuyền vậy nghĩ như thế thì thấy cố đại tiểu thư và a thuyền có mấy phần giống nhau mạc dương minh quan sát tỉ mỉ chiếc khóa hình hoa trong tay chỉ thấy bên trên có khắc một chữ thiền quả nhiên là khóa do a thuyền làm ra mạng dương minh không kìm được mà lẩm bẩm nếu như a thuyền ở đây chắc chắn sẽ rất thích ngươi cố minh châu ngẩng đầu a thuyền ở đâu cơ mạng dương minh trả lời còn bé không còn nữa có lẽ là khi nãy bị những lời nói của bạch công nhân làm rối loạn tâm tình cũng có lẽ là vì cô gái bé nhỏ trước mặt trong đầu mạc dương minh trần gặp hình ảnh của a thuyền mạng dương minh nói con bé còn đồng ý với ta Là sẽ luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc Nhưng con bé lại ra tay tàn nhẫn như vậy Cũng chẳng biết muội muội của con bé Bị ai báo thù Mà lại trở nên giống A Thuyền năm xưa Đó cũng coi như là ý trời Trong đầu cố Minh Châu chợt lóe lên một suy nghĩ Quả nhiên Bạch Cung Nhân bị người khác trả thù Người hại Bạch Cung Nhân đang báo thù thay cho A Thuyền sao Khi nãy nàng nghe Bạch Cung Nhân bảo đã từng nhìn thấy vong hồn A Thuyền xuất hiện bên cạnh viên tri hành Bạch Cung Nhân có thể nhìn thấy vong hồn đó nhưng viên tri hành lại không thấy Hoặc là tinh thần bạch cung nhân không được minh mẫn Hoặc là viên tri hành đang nói dối Sau đó bạch cung nhân bị ngã Làm cho đôi chân bị thương Tất cả những chuyện này có liên quan đến viên tri hành không? Cũng chẳng biết ngụy đại nhân điều tra viên tri hành có thu thập được gì không? Mỗi khi vụ án có manh mối gì đó Nàng đều sẽ nhớ tới ngụy đại nhân Chương 280 Châu Châu lấy lòng người khác Mạc Dương Minh không muốn nhắc nhiều đến chuyện của A Thuyền một khi con người xa lầy quá sâu vào hồng trần thì sẽ không thể rút chân ra được nữa. Giống như lời của Thái Hậu Nương Nương nói, chỉ cần bị cuốn vào thì sẽ thần vắt gió kỳ. Chân nhân, người nhớ A Thuyền lắm đúng không? Cố Minh Châu nhìn Mạc Dương Minh, Mạng Dương Minh hoàn hồn. Đã bao nhiêu năm trôi qua, chẳng có ai hỏi đến những lời như thế này trước mặt bà nữa. Bản thân bà thoát ly thế tục, tầm cũng đã lặng như nước từ lâu rồi. Có lẽ là vì khi nãy bà hỏi han cố đại tiểu thư vài câu, nên cố đại tiểu thư mới nghĩ như vậy nhưng cố đại tiểu thư mắc bệnh ngớ ngẩn làm sao có thể thông minh lanh lợi như vậy được cố minh châu nói tiếp ta đến nhà ngoại tổ phụ ở lúc mẹ đến đón ta biểu cảm cũng giống như vậy hóa ra là thế mạng dương minh mỉm cười bà làm ra vẻ hờ hững nhưng lại không thể thoát được ánh mắt của đứa trẻ con có lẽ là vì lòng dạ trẻ con đơn giản nên mới nhìn rõ ràng chân thật hơn mạng dương minh đáp đúng là ta rất nhớ con bé ở trước mặt một đứa trẻ bà không muốn giấu diếm điều gì trong lúc bà không để ý cố đại tiểu thư đã ngồi xuống sạp gỗ nhìn kinh văn được khắc trên tường một người ngốc nghếch nhận được mặt chữ cố minh châu quay đầu chân nhân bên trên viết cái gì thế mạng dương minh đáp nam hoa kinh có lẽ cố đại tiểu thư cũng chẳng biết nam hoa kinh là cái gì mạng dương minh vừa nghĩ tới đây đã nghe thấy giọng nói của cô thiếu nữ biển vắc có con cá tên là côn lớn không biết mấy ngàn dặm nó biến thành con chim tên là bằng lưng của con chim bằng cũng lớn không biết mấy ngàn dặm mạng dương minh thật sự nghi ngờ không biết vị cố đại tiểu thư có mắc bệnh ngớ ngẩn thật không ai dạy cho người thế mẹ đọc cho ta nghe đấy chân nhân đã thấy côn bao giờ chưa mạng dương minh lắc đầu chưa gặp bao giờ ta thì gặp rồi đấy mạng dương minh nhìn thấy cố minh châu bằng ánh mắt tò mò chỉ thấy cố đại tiểu thư lấy một chiếc túi ở bên eo ra đàn trước mặt Mạc Dương Minh. Chân nhân xem, đây là côn. Xưa này, Mạc Dương Minh luôn giữ gương mặt không cảm xúc. Lúc này bà không kìm được mà bật cười. Ta thường vừa ăn mứt hoa quả, vừa ngắm côn. Nói rồi, cố Minh Châu lấy ra một miếng mứt hoa quả đốt cho Mạc Dương Minh. Nhìn cô gái mỉm cười đôi mắt cong cong, Mạc Dương Minh mở miệng ra. Miếng mứt hoa quả vừa vào miệng, vừa ngọt vừa dẻo mềm, đúng là rất ngon. Cố Minh Châu cũng ăn một miếng Hai người cùng nhìn côn trên túi Côn còn biến thành băng nữa Cố Minh Châu lật trước túi Quả nhiên ở mặt còn lại của túi Chú cá giống hệt mặt kia đã mọc thêm đôi cánh lớn Mạng Dương Minh biết rõ thứ này là giả Nhưng cũng chăm chú ngắm nhìn hồi lâu Hoài viễn hầu phu nhân cũng hao tổn biết bao tâm huyết vì con Thảo nào cố đại tiểu thư có thể nhớ được những thứ này Cố Minh Châu nhìn mặt Dương Minh Trần Nhân cũng đã nhìn thấy côn và bằng rồi Mạng Dương Minh đáp, "Ừm. Trong lòng mỗi người đều có côn bằng, chỉ cần tin tưởng nó sẽ thành thật. Trốn ở đây biết bao nhiêu năm, cả ngày tu luyện trong thanh tịnh, hình như bà đã quên mất cảm giác chất chứa niềm tin trong lòng rồi. Chân nhân đừng buồn, A à, Thuyền sẽ quay về thăm chân nhân thôi." Mạng Dương Minh thầm thở ra trong lòng, "Có lẽ Cố đại tiểu thư không biết, A à, Thuyền đã không còn nữa, rốt cuộc là có ý gì đây?" Cố Minh Châu cất chiếc túi về bước đến bên bàn chỉ chỉ vào chiếc hộp đó à thuyền sẽ quay về làm cho xong những thứ này mạng dương minh viết đó là chiếc khóa hình hoa vẫn chưa được làm xong nhưng lại không hiểu rõ tại sao cố đại tiểu thư lại nói như thế bà đứng dậy bước sang nhìn thấy cố đại tiểu thư lấy một mảnh sắt từ bên trong ra sau đó mở liên hoa tỏa đặt mảnh sắt vào giữa liên hoa tỏa vòng hoa khép lại cắt giữ mảnh sắt bên trong chân nhân xem bọn chúng là cùng một cặp đấy là a thuyền tặng cho chân nhân cố minh châu nói mạng dương minh nhìn liên hoa tỏa quả nhiên phần nhị hoa có một chỗ lõm đã được khắc ra từ trước liên hoa tỏa này vẫn chưa được hoàn thành vậy mà trước đây bà không phát hiện ra mạng dương minh lại ngây ra như võng lần nữa chuyện này là trùng hợp hay là bị cố đại tiểu thư chó ngáp phải ruôi đoán chúng thật trước khi tự vẫn a thuyền còn ở lại đạo quán với bà vài ngày sau này cô bé bảo nhớ cha mẹ nên về nhà trước khi đi cô bé vẫn chưa làm xong khóa hình hoa để quen nó ở đạo quán ngày hôm sau bà nghe được tin a à thuyền đã tự vẫn bạch lão già và phu nhân bảo a à thuyền giàu dĩ không vui đã hai tháng nay buổi tối thường mất ngủ cứ ngồi chơi ra đến tận sáng từng cãi nhau mấy lần với người em gái đã xuất giá có lẽ từ lúc đó con bé đã ấp ủ ý định này trong lòng mạng dương minh nói a à thuyền làm liên hoa tỏa là để chúc mừng sinh thần của nguyên thủy thiên tôn sinh thần của nguyên thủy thiên tôn vào đúng ngày đông chí nhưng chưa kịp làm xong chiếc khóa này a thuyền đã qua đời rồi Giờ nay a thuyền luôn làm việc có đầu có cuối nếu sớm ấp ủ ý định tự sát con bé sẽ không để muộn mất vài ngày nếu đã không kịp con bé sẽ không làm chiếc liên hoa tòa này nghĩ như thế thì ít nhất trước khi rời đạo quán a thuyền hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ chọn cách đó mạng dương minh siết chặt nắm tay những lời bạch công nhân nói lẽ nào bạch công nhân là hung thủ hại chết a thuyền thật ư mạng dương minh nhớ tới tình trạng lúc chết của a thuyền trên cổ có một vết thương dài a thuyền phải tàn nhẫn với bản thân mình tới mức nào mới có thể mạnh tay như vậy chứ nhưng bạch quan chính và bạch phu nhân lại làm chứng khẳng định chắc nịch là a thuyền tự sát lẽ nào bọn họ đã nói dối để báo che cho đứa con gái thứ nhà mình một lúc lâu sau mạng dương minh mới hoàn hồn trở lại bà nhìn thấy một đôi tay đang bưng tách trà đứng trước mặt mình bà ngẩng đầu lên nhìn cố đại tiểu thư hỏi bằng một giọng trầm thấp người không sợ ta sao chắc chắn khi nãy sắc mặt của bà không hề dễ chịu cố minh châu lắc đầu nhưng trên gương mặt vẫn có ý sợ sệt đây là biểu hiện phải có của một người sở hữu tâm tính của đứa trẻ con tuy nhiên từ tận đáy lòng nàng không hề sợ hãi mạc chân nhân lúc ngày lén bên ngoài cửa phòng bạch công nhân nàng đã quan sát mạc chân nhân tỉ mỉ tuy vẻ bề ngoài của mạc chân nhân lạnh lùng nhưng tính tình lại ngay thẳng nếu không bà đã chẳng soi mói bạch cung nhân như thế khi đến căn nhà gỗ này nàng có thể cảm nhận được mạc chân nhân không vui sau khi nhìn thấy nàng lại không hề ra tay có thể thấy được mạc chân nhân là người lương thiện hai dàn tĩnh thất này đường quét dọn gọn gàng sạch sẽ có thể thấy mạc chân nhân vẫn nhớ tình cảm khi xưa người như vậy việc gì nàng phải sợ hơn nữa nói về nghiêm mặt và biểu cảm lạnh lùng thì có ai sánh bằng ngụy đại nhân sự lạnh nhạt của ngụy đại nhân sẽ khiến người khác cảm thấy như đang ngước nhìn một ngọn núi cao nàng nhìn lâu bị đông lạnh lâu rồi nên cũng chẳng cảm thấy lạnh nữa mạng dương minh nói người có muốn nghe phần còn lại của nam hoa kinh không cố minh châu gật đầu nàng không muốn đi ứng phó với tam hoàng tử phi và trương phu nhân nên ở lại đây là tốt nhất không chỉ có thể nghe giảng kinh mà còn có thể điều tra vụ án nữa trong lòng nàng vui mừng biết bao đến mức quên mất ném ngụy đại nhân lên tận chín tầng mây màng dương minh chỉ vào sạp gỗ chúng ta sang đó ta giảng phần năm hoa kinh còn lại cho ngươi nghe hai người vừa định ngồi xuống thì bên ngoài vang lên tiếng của bảo đồng có 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 người không ta muốn hỏi thăm xem có nhìn thấy đại tiểu thư nhà ta không cố minh châu nhìn ra bên ngoài đáp ta đi báo một tiếng rồi quay lại màng dương minh gật đầu nhìn cố đại tiểu thư nhanh chân chạy ra ngoài bên ngoài căn nhà gỗ cố minh châu gật đầu với bảo đồng tỏ ý rằng tất cả mọi việc đều thuận lợi đợi ta ở đây cố minh châu dặn dò chân nhân sắp giảng kinh cho ta nghe bảo đồng gật đầu vâng dạ rồi canh chừng bên ngoài nhà gỗ chẳng bao lâu sau giọng giảng kinh trầm thấp của mạc chân nhân từ trong nhà truyền ra lần này tam hoàng tử phi đến tượng thanh quán vẫn còn một mục đích khác đó là gặp vị mạc chân nhân kia nếu như bọn họ có được sự giúp đỡ từ phía thái hậu nương nương thì vị trí người kế vị sẽ nằm trong tầm tay nàng ta ra lệnh người hầu mang kinh thư đến tặng cho mạc chân nhân chẳng bao lâu sau mà mà quản sự đã ôm kinh thư quay về mạc Trần nhân không chịu nhận tam hoàng tử phi đã lường trước chuyện này vị mạc chân nhân này rất khó lôi kéo một nữ đạo không thích vàng bạc không cần kinh thư không biết phải làm thế nào mới có thể lúc lay được bà ấy mà mà quản sự nhỏ giọng bẩm báo Cố đại tiểu thư đang ở trong phòng của Mạc chân Nhân. Tam Hoàng Tử Phi ngạc nhiên. Cái gì? Mama quản sự gật đầu. Chắc chắn chính xác. Mạc chân Nhân đang giảng kinh cho cố đại tiểu thư nghe. lúc tỳ đứng bên ngoài cửa đã nghe thấy hết cả rồi. Tam Hoàng Tử Phi lộ ra vẻ mù mờ. Chuyện này là thế nào? Mạc chân Nhân thích một vị tiểu thư mắc bệnh ngớ ngẩn ư? Tam Hoàng Tử Phi nhìn trước Phu Nhân và cố lão Phu Nhân đang quỳ trên một đoàn cậu phúc. Nàng ta đứng dậy. Đi, chúng ta sang đó xem sao. Chuyện này phải tận mắt nhìn thấy mới được Ngụy Nguyên Kham bước ra từ nha môn phủ thuận thiên Hắn ngẩng đầu nhìn trời Nửa ngày trời đã trôi qua Nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhiếp thầm và liễu tô đâu Trường đồng cũng không về bầm báo lại Nàng không có lời nào muốn gửi đến hắn sao Không phải là chơi ở thượng thanh quán vui quá Nên đã quên bén hắn rồi đấy chứ Sở kiểu sờ sờ mông Gần đây tam gia chăm chỉ rèn luyện cho hắn ta quá Khiến hắn ta hận không thể rạch lấy ra mặt ra Đắp vào mông như vậy thì da mông cũng sẽ dày dặn chắc chắn hơn Còn về phần mặt ấy à Ở trước mặt tam gia thì mất mặt cũng được Tam gia Theo lẽ thường thì chuyện chúng ta đến đạo quán của khôn đạo Vào ban ngày ban mặt thế này sẽ bị truyền ra ngoài Có điều váy áo mà cố đại tiểu thư cho thuộc hạ mặc Ở nhà họ viên lần trước cũng khá đẹp Hay là chúng ta thay đồ đi Là không cần phải đợi đến trời tối nữa